Hôm nay trong buổi thiết chiều cũng là 6 giờ, gặp quý vị ở tại rừng đồi ở Thiên Cấm Sơn nhé. Mà trong buổi chiều này gặp quý vị để làm gì? Để tâm sự hay là để gì? Hay là chia sớt buồn vui trong cuộc đời chúng ta sắp lên đò ly biệt? Vì ai cũng có chiếc đò đó, ha. Có thể là ở dưới bếp, ở trong nhà tắm, ở trong chỗ này, ở trong chỗ kia, ở ngoài đường, ngoài xá, chiếc đò nó sẽ hiện mau lắm. Rồi, một chút xíu mình ngã xuống là lên cái đò ly biệt đó. Thành ra bây giờ cũng như là chúng ta phải biết rằng mình phải ráng cố gắng, mình lên chiếc đò tiên, mình ráng tu nhiều, tu chi nhiều. Đó vậy đó, thấy không? Như là mình thấy trong cái lễ cúng của quyền, thấy nó đơn giản, nó không có gì ấy. Nhưng mà rất quan trọng, mà rất tốt đẹp, nhất là cái tâm của quý vị đó. Cái tâm linh của quý vị đó. Và nhớ là mình phải đóng cửa khẩu mình lại nha. Bên nữ tịnh pháp giới chân ngôn, có nghĩa là mình phải tịnh. Với ai? Với chúng sanh. Với ai? Với ba tánh. Với ai? Với tất cả mọi người đó. Thì mình phải ráng cố gắng. Bây giờ đó, thấm thiết ngày qua đó, quý vị cũng đã cũng hơi mệt mỏi, nhưng mà không mệt bằng bần sĩ nha. Mệt nhiều lắm nhưng không mệt, vì thấy quý vị là vui rồi. Nói là nói vậy chứ thệ một lòng một dạ một đời một đạo, nếu có chết cũng chết vì đạo, mà có bệnh nặng ha, có cái gì đau khổ nhất cũng vì đạo. Đáng lý ra giờ này được nghỉ ngơi, nhưng mà phải cho thêm một phần nữa, vì quý vị yếu điểm quá. Thành ra hôm nay phải cho, như ở Bình Dương cũng vậy. Dạ, cho Bình Dương lo cho thầy lắm, không phải đâu, lo chung. Còn việc thương là thương chung hết. Hỏi Đức Quỳnh giáo chủ đi, thầy của quý vị trả lời cho quý vị coi, nghe. Thương hết, thế giới đại đồng mà. Rồi, có tất cả các vị đó, tưởng đâu là cá nhân, thương người này, bỏ người kia, thương người kia, bỏ người nọ, không phải vậy. Cũng như chúng sanh mà Phật thương xót vô cùng. Thì hôm nay đó, xin kính thưa hết tất cả chư quý vị đạo tâm bằng tín đồ Phật giáo. Trong một dịp mai, mình còn có thể là sống được, tròn vẹn được. Đi ở đây không có ai cái tai quẹo gì hết. Mà không ai có mắt mà không thấy đường ha. Mà không ai cái miệng mà mình nói chuyện không thông thông. Đã vậy là mừng lắm rồi. Thì mình phải cố gắng giữ gìn bảo châu trân ngọc của mình lắm. À, nhãn nhĩ tỷ thiệt căn ý, tay chân của mình. Thì bây giờ mình còn sống, hỏi mình phải làm gì khi tuổi đã lớn, và hỏi mấy em mình phải làm gì, hỏi tất cả các bên nữ bên nam còn trẻ mình phải làm gì đó, mình tự hỏi. Còn mình tuổi già rồi giờ làm gì? Bây giờ mình có ở với con đó thì mình trợ, mình cũng sống chung với nó vậy nè, mình giúp đỡ, mà cắt dành riêng cho mình để tu. Ai cũng còn sân, ai cũng còn buồn, chứ cái hận thì chắc có lẽ quý vị cũng bớt hết rồi đó. Thì bây giờ mình cũng dập tắt bớt đi, vì chiếc đò này nó chờ mình nè. Mà mình á, ta không lên chiếc đò này, ta phải biết ta về đâu. Chứ ly biệt này thì con của mình cũng không biết mình về đâu. Nhưng mà mình tu đó, mình tu nó biết mình. Ông Phật nhà, Phật con, Phật chồng, Phật vợ biết với nhau hết. Tu được hay không được gì, thì mẹ tôi chắc được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nó biết mình. Còn này mình bỏ cái cát bụi này nè, cái sắc thúi này, mà mình không biết mình về đâu, mà con mình nó cũng không biết về đâu, vì tắm ra cái giật méo miệng rồi qua bên đó đó, nó chở mất tiêu. Thế vậy còn ban đêm gửi ngân hàng 100 tỷ nha, chắc ăn rồi đó. Nằm trời, cô này hay là cậu này hay là ông giám đốc này, phó giám đốc này đó, nói vậy đó, đại gia nằm đây chắc có lẽ chắc ăn rồi à. À, thôi ngủ đi, rồi chút xíu rồi đò ly biệt nó kề không hay. Thở ra, hít vô, đem hơi thở vô không được nữa rồi đó, nó bị nghẹt ở đây, nó bị nghẹt kiểu này, vì mình không có thông trong đạo, có nghĩa là mình không có thông trong những cái huyết mạch của mình đó. Thì làm con người bây giờ đó, anh em của mình cốt nhục không thể nào bỏ nhau được, không thể nào xa nhau được,
mà phải thấy với nhau mãi mãi, không thấy người này cũng thấy người kia. Đi chợ, đi chùa, đi làm, công ty, hãng xưởng, sĩ nông công thương, dân dân, đều mình gặp nhau hết. Cái gặp nhau đó là cái sự nhìn nhau để tu đó, và bảo vệ nhau trong một phút giây. Nếu mà anh đó anh đi, chị đó chị đi, bà đó bà đi ngoài chợ, nếu có chuyện gì mình giăng tay giúp, mình có chuyện gì thì bạn mình anh em mình giúp. Và láng giềng đó, như thế là mình tu tâm cư sĩ tại gia. Dù cho cơ hàng mình cũng phải đến, chứ nghe nhiều quá đó mà cứ chờ đợi cho tôi lên tôi nghe, nghe thì bần sĩ để nói hoài như nước đổ lá môn vậy đó, mà ở đây hứng được. Có chỗ, có nơi, có nhiều anh em ở phương xa, hay là chị em phương xa, hay là cô bác phương xa, nghe rồi thôi không có nghe nữa. Mà bây giờ mình nghe hai cái lỗ tai mình không, mình nghe rồi mình có thể hàm chứa trong ký ức vô tận, ở trong trái tim bất di bất diệt của mình á, tâm linh của mình, lời Phật dạy thôi. Còn ở đây là thầy để truyền lời, thầy bảo truyền lời lại cho quý vị thôi, chứ không phải là Phật, mà cũng phải là gì hết. Cho nên để là bần sĩ. Thì năm nay nữa là 45 năm đã có ở tại như là chỗ này, rày đây mới đó đó. Còn 70 mấy năm thì chạm khắc với cái cát bụi. Thì quý vị cũng vậy, có người 80 rồi nè, thấy không? Còn gì đâu nữa. Giờ phút đi của bần sĩ đó, tại vì lo lắng cho quý vị có khi cũng hơi hần hần vũ vũ một chút vậy thôi, chứ một mình thì tủi thân lắm, hổ thẹn lắm, ăn năn hối hận không kịp đó. Mình ráng cố gắng nha. Ta nói sắc tướng hảo quang minh, mình có cái sắc diện nha, sắc mặt, nhất là sắc mặt của mình. Mình tu làm sao mà tâm là gốc, ốc là cái ngọn, nó trổ rất đẹp. Cái hoa này nó trổ rất đẹp, còn này không có đâu, méo mặt, méo miệng, nhăn nhăn đủ thứ à. Lo chi cho nhăn nhăn, thấy không? Rồi đi ủi nha, đi căng đồ này cái nọ, làm cái chuyện bất cười quá. Đó, vậy thì mình có sống hoài không? Mình căng cho nó chi vậy? À, cho nó đẹp, nhưng một chút rồi nó bu, chiếc thuyền này chở đi nè, không biết đổ đâu. À, như vậy thì xin kính thưa quý vị, anh em của mình bình sinh tạm dừng lại, đừng tô điểm cái sắc diện ở bên ngoài mình, mà để tự nhiên. Nếu muốn về sống với thiên nhiên, đoạn cuối cùng này mình để tự nhiên. Tự nhiên cha mẹ mình sinh sao để vậy, nhưng mà mình có bị cái gì thì mình phải đi cứu chữa bác sĩ đâu. Còn cái sắc tài tiền đó thì mình đừng có đắm, nhưng mà mình phải có cái sắc. Sắc gì? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc có mà không có à, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Có sắc mà không sắc. Còn này mình đem cái sắc mới vô nha, mình đủ thứ, thấy ghê lắm, bùng không đó, thứ ầm á, nó như vậy đó. Thì mình để gắn vô, đây là một người hàng sĩ, nhưng mà chia sớt để quý vị sống đây tới là quy cổ diệt kim. Nè quý vị coi đi, thế giới nó lên trời, nó bay đi, nó tạo điều kiện á, nó muốn cướp ngôi trời, cướp vỏ rượu luôn á. Thì quý vị thấy đâu có tồn tại đâu đó. Rồi còn muốn cái gì nữa kìa, trần truồng mà bay qua núi, bay qua đền, bay qua chùa, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thấy không? Đó, hồi cha mẹ mình sinh ra trần truồng thôi, chứ bây giờ này hiện đại văn minh, càng văn minh chừng nào để văn mình xuống miệng hết. Thương tất cả quý vị lắm. Quần cùi á, ủa cái quần mà sao cùi? Thầy ơi, thầy nói ngược lại, tay cùi phải, chân cùi, mặt mày lem là cùi, mà quần cùi chứ. Bởi vì đi làm biết đó, nó tả tơi à, nó thun lại nha, ống cao, ống thấp, tội nghiệp lắm, để vậy đi à. Nhưng mà nhìn cái sắc diện của cái vị đó, đầy tình cảm, không có ảm đạm, chiều buồn, đó, đầy tình cảm, và sắc diện rất là khôi ngô, rất là bình minh, rất tuyệt đẹp, đẹp một cái vẻ rất là thiên nhiên của con người Việt Nam của chúng ta. Truyền thống, ông cha, tổ tiên của mình để lại. Thì bây giờ mình phải tu tâm dưỡng tánh, phải quay về với cảnh giới đó à, để mình sống, mình thấy được cái cuộc đời. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thấy vậy chứ không có buồn đâu à, thì ngày mai này, ngày kia đó,
quý vị đã xuống xuống núi rồi đó, thì bần sĩ ở đâu? Ở tại cái mái tranh lá, núp ở tại rừng này để cắm cây sao, để ngày sau chiếc thuyền nó có về thì có chỗ đậu. Không có nhà cửa. Đâu có, mình đâu có nhà. Sinh ra là mình lọt ra, bắt đầu mẹ mình sinh ra lọt ngoài rừng, ngoài bụi, ngoài chỗ nào đó, kia nọ, đâu có nhà. Rồi lớn lên á, trưởng thành tạo cái này là tạo nghiệp dây cơ quan. Đó, vậy đó. Ai cũng vậy hết. Nhưng lỡ rồi quý vị, bây giờ phải cố gắng, phải biết rằng chúng ta sẽ về đâu. Rồi bây giờ mình phải biết mình ở đâu. Thì mình ở Mỹ Tho, mình ở Sài Gòn, mình ở Vũng Tàu, mình ở khắp mọi nơi mình biết hết đấy chứ. Nói vậy đó. Nhưng mà cái chỗ mình biết đó, cái chỗ mà biết mà đặc biệt đó là quê hương, nguồn cội của mình ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Còn cái chỗ này là chỗ tạm trú thôi. Tạm trú thôi, chứ không phải gì của mình đó. Rồi sanh ra, chúng sanh mà sanh ra giành giật cái này, cái kia, cái nọ đó. Rồi hơi thở của mình, sao mình không có lo niệm Phật, không có lo để bình an. Mình đã lại cúng chỗ này, cúng chỗ kia lại cho con bình an, không ai cho được bình an. Chính mình cho mình bình an. Mình có ban tổ chức nè, mình có hội đồng bộ trưởng nè, mình có quốc tế nè. Ở trong lòng mình sao không can thiệp, thấy không? Can thiệp được hết rồi. À, nó sanh ra cái này rồi nó biến mất, nó sanh cái khác. Tối ngày tâm viên ý mã đó quý vị. Thì bây giờ ai cũng biết hết rồi đó. Chỉ nhắc sơ qua lại thôi, để ráng cố gắng. Nơi đây không phải thầy bắt tội bắt lỗi những cái em bé đó hay mấy con đó đâu. Đó là thương đó. Mới nhắc vợ có gì cứ thẳng thắn mà nói. Có muốn làm việc gì với một người bằng sĩ hay là thầy của mình gọi đó, cứ đi thẳng. Rồi đứng nói đàng hoàng, không có gì hết. Nếu mình có lỗi, con xin lỗi sư phụ, thầy hay là bần sĩ. Rồi có tội, con xin sám hối và con sẽ làm sao cho hết tội. Ngày mai, ngày qua giết người không biết gì hết, bữa nay ngộ tu thành Phật. Có không vậy bần sĩ? Có chứ, Phật đâu có nói dối mình đâu. Tu dứt kiếp còn dứt thời. Anh em mình cố gắng tu cực lắm, vì tu là truy, lục, soạn, kiểm tra, quán, xét. Đây là một cái ngôi nhà, tòa lâu đài của mình đây nè. Rồi một cái trung ương của mình nè, là một cái võ trụ của mình nè, là một cái địa ngục, một cái thiên đàng. Mình cứ kiểm tra đây, rồi mình cứ tự kiểm ha. Là mình thấy có khi mình vui lắm, còn khi mình thấy mình hổ thẹn lắm. Mà hổ thẹn vậy mà mình không bỏ tôi được cái tật. Vì có tu được đâu bỏ, có niệm Phật được đâu để cắt đứt cái sợi dây cáp ở trong người mình mà nó trói vậy nè. Mà không thấy cái sợi dây đó. Bây giờ mình phải ráng cố gắng nè. Phật nói có mà không, không mà có. Nên như vậy thì mình phải làm một cách nào chiến đấu cắt ra được sợi dây hoang nghiệp, ác nghiệp lắm. Đó, cũng như đức thầy mình có rao đó, có rao giảng là đệ tử, bây giờ rao thầy cũng nghe. Thầy thì cũng là một cái thùng hộp thơ thôi, các ngài bỏ thơ vô chứ không có phải là Phật đâu. Cũng ăn, cũng ở, cũng tình thương thông cảm, cũng nói chuyện như quý vị đó. Thầy mình có nói nha. Sông Giang nước chảy giọng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi trận phong ba, có con nghiệt thu nuốt mà chẳng dung. Con nghiệt thú đó ở đâu? Mình nè, mình ác nghiệt, mình ăn tư nuốt sống với nhau đó, không ai hết. Anh em gia đình nè, bà con thân bằng quyến thuộc nè, của mình nè, con gái của mình nè, cha mẹ của mình nè, thấy không? Đó, thì mình ăn tư nuốt sống, không ai đó. Thì làm sao? Như vậy ác nghiệt vậy đó, chứ đâu có phải nói ông Năm Chèo, ông ở Dầm Nao, Năm là Năm Châu đó quý vị. Chứ đâu có phải nói là cá sấu, đó là cũng có, nhưng mà hồi đó đó là một cái chi đó thì có xuất hiện vậy thôi, nhưng mà nói là Năm Châu Bốn Bể. Còn thầy mà nói nữa, cái tấm lòng của cái người đạo hiếu đó, hiện giờ này là quý vị hết đó, rất từ bi.
Thì cái lòng của mình là lúc nào cũng quảng đại nè, quản binh mình lại để kiểm, quản lý tâm mình, đừng có quản lý cái gì đó. Trời ơi, tôi trợ lý cho người đó, tôi đã quản lý hết cái công ty đó, tôi quản lý cái này, quản lý cái kia, nhưng mà mình không quản lý được mình nè. Mình được để xảy ra đủ thứ à. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nói là lòng quản ai xót thương dân chúng, bụi lố lăng Phật giáo xì đồi. Ai làm? Mình làm. Mình làm xì đồi. Kẻ tu hành đâu nợ yên ngồi, mà xóm kể chiều kinh thông thà. Đây nè, mình mượn cái chủ đề là bác sĩ Diệp, là người bác sĩ sẽ đi học đạo, nhưng mà không có duyên cái chỗ này chỗ kia, có duyên với rừng núi, có duyên với phái Bụi Sơn Kỳ Hương và Đức Thầy. Thấy không? Như vậy thì người phải dọc tóc đi về liền để sáng nay tiếp tục vào bệnh viện để giúp đỡ cho đồng bào. Bác sĩ thương bệnh nhân cũng như cha mẹ hiền thương con dạy. Phải chơi đó, như từ mẫu vậy đó. Thì bây giờ mình phải ráng cố gắng, kẻ tu hành đâu nỡ yên ngồi. Ai nói mình nói về tôi bỏ cuộc ha, tôi để tôi đi tu. Ta nói đi tu là đi cũng tu, ngồi cũng tu, nằm tu, đứng tu, lúc nào mình cũng tu bổ đó. Vì mình có cái dao mà mình không biết, mình có cái kiếm huệ mà mình không biết, cái kiếm huệ đó thấy không, con chặt đứt trần gian đã rồi đó. Cái đó là cái thơ của Đức Diêu Trì Cung Kim Mậu đó, cái trí huệ đó, để mình chặt đứt rồi mình có một cái dao rất bén là cái lưỡi của mình. Thấy không quý cô, trong người mình đủ tài đủ phép á, đủ rắn độc, đủ thú cầm, đủ xoay xoáy, đủ hết nhưng mà mình không biết. Rồi trong cái người của mình đó, Phật thánh thần tiên nè đó, rồi người xưa người nay, tất cả mình muốn gì mình đã thu lại muôn phép trong người mình. Nam mô pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, đã mình trì kinh thuộc hết trơn rồi mà pháp với ai, với chúng sanh, nói với chú này, nói với ông này, nói với chị kia, với cha, với mẹ, với tất cả đồng đạo anh em mình rất là dịu mềm. Giữ cái phép là pháp của Phật đó quý vị, pháp với chúng sanh, tề chỉnh lại thì thành Phật đạo chứ có gì đâu. Tới vậy đó, thì mình học đạo phải ráng cố gắng nắm cho rõ những cái pháp và Phật lý. Đức Thầy mới nói là nay nhờ Đức Thầy đó, Thầy hỏi mình tu để làm gì đó, thì mình trả lời. Còn thầy có nói một câu, giàu sang như nước trên nguồn, thấy không? Như nước trên nguồn gặp cơn giông bão nó tuôn một giờ, quý vị thấy tuôn chưa? Đó, như vậy đó. Thì giờ mình cũng phải để phòng hộ chữa cháy. Ai cũng phải có tiền à. Đừng có vũ túi than, gặp người này than, gặp người than, than đen thui hầm cháy hết rồi. Không than, tôi có. Tôi để phòng hộ chữa cháy, có nghĩa là bệnh đi bác sĩ, ra ngoài tiệm thuốc tây mua thuốc uống có nha. Còn người tu đó thì mình muối nước tương mình ăn, chút xíu cơm mình ăn được rồi, ai biểu ăn chưa dữ vậy, rồi cực lung cái la làng lên đó. Mình sai, mình trật, mình phạm tội, mình học Phật lý đó, thì mình theo Phật giáo phải tầm cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành, hỏi mình đi sao mình tu dữ quá, tu chưa hiền. Khôn lanh lẻo lẻo lự quá, tu cho bình đẳng lại, bớt lại, nói như vậy thôi chứ không có gì hết đó. Hung tợn đó, hai cái tay này nè, tại sao bây giờ mình lại chấp tay như thế này nè, hai tay tội lỗi nhiều quá, bây giờ co lại chấp lại đây, chấp cái tay lại đừng làm nữa. Cái tay này bây giờ mình mở chuông sớm kệ chiều kinh là cái tay của mình. Tay này mình làm từ thiện, mình giúp được người sửa cẳng, sửa chân, chặt thuốc nam cho, hay là bất cứ dân dân làm việc gì cũng hay bằng tay của mình. Đó là bộ hạ của mình. Còn chủ tể càng khôn là tâm linh của chúng ta. Như thế, Thượng Đế trong lòng mình là sự cao cả nhất. Đó, mình cũng có Thượng Đế bên trong, có Đức Mẹ bên trong, có Phật Pháp bên trong hết. Không có cầu thỉnh bên ngoài. Đây là một di tượng để mình nhìn lại nhớ Phật ngày xưa như thế đó. Đức Quán Âm, chứ không phải mình thấy mấy chục thước đó, mấy chục mét, trời,
Quan Âm linh lắm ở chỗ này nè. Linh là quý vị linh đó. Chứ Quan Thế Âm cốt tướng không có linh. Trước khi cuộc hành trình hành đạo, thầy có hỏi Đức Quan Âm Bồ Tát, tức mình quá thầy hỏi: "Xin cho con hỏi Phật Bà, tượng cốt này Phật Bà có không? Có linh không hay là không linh? Mà Phật Bà có hay không?" Thì trong cái trong này có Phật Bà trả lời: "Có." "Không có." Rồi mình lấy cái nào? Lấy cái có. Có là sao? Có là bây giờ quý vị khổ quá hay là quý vị được an vui, quý vị được tâm lành, tâm từ quý vị đó, đến cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quỳ xuống, quỳ thẳng lên, ngước mặt nhìn cái di tượng đó không nháy mắt. Nước mắt mình tuôn rưng rưng ra, mình khóc cho xã hội, khóc cho nước nhà, khóc cho Sơn Hà Xá Tắc, tất cả các anh em ra biên thùy, biên cương chết vì nước, vì dân, mình khóc. Rồi khóc cho cái cảnh nghèo của tất cả các bà cụ hiện giờ trong đêm nay không có mì ăn. Và ở bệnh viện nè, đó, có bác sĩ làm chứng đó, thì không có tiền mua thuốc. Ngày xưa trong bệnh viện đi ra, bà cụ đó, xuất viện đó, mà không có tiền, không có xe cộ về nữa. Cái bà té, bà nằm ở chỗ gốc cây đó, mà cái gốc cây nó có cái lỗ vậy nè, có nước. Bà khát nước quá, bà rớt rớt lắc lắc cái đầu lại, bà le lử, bà liếm cây miếng nước đó. Đó, vô tình mình không có bảo vệ. Mình không bảo vệ, xin kính thưa quý vị, đừng buồn, đây là chưa có kết luận mà đã bình luận một chút đó. Mình bảo vệ nước nhà là bảo vệ bà già đó. Rồi tất cả quý vị tu đó, muốn bảo vệ sự sản và tài sản của Phật thì quý vị phải nghiêm nghi phạm hạnh lo tu hành. Mặc dù mình là cư sĩ tại gia, xứng đáng có thể hơn vị xuất gia, nhưng mà quý vị thì nghĩ là quý vị đã xuất gia rồi đó, chứ không phải còn đâu. Xuất gia rồi. Muốn đi lên non, đi. Muốn xuống núi, xuống. Muốn đi chỗ này, chỗ kia, du lịch, tham quan ở chỗ này. Đó, có đúng không? Được thông thả, tự do. Còn nhiều vị tiền quá chừng gửi, cả 100 triệu, 200-300 triệu gì đó, hay là tỷ gì đó. Nhưng mà mời đi chỗ này, kia tham quan. Nhà tôi không đi rồi. Đi sợ tốn tiền. Có một ngày nó tốn hết. Cái thầy nói: "Vào sang những nước trên nguồn, gặp cơn giông bão nó tuôn một giờ." Rồi thầy nói: "Khắp thế giới cửa nhà tan nát." Bảy nhắc thầy coi, thầy không nhớ câu đó. "Cùng xóm làng sơ sát hoành hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu cơn tận diệt lập đời trở lại. Giờ thanh tịnh thầy khuyên tôn giáo phải ráng yên lành rồi hối cải về quê. Tỉnh đi giữa cõi bồ đề, thầy mình xóm cần chiều kề dạy khuyên ráng đi đạo. Dù có chính chiên cách mấy, ráng đi trò để bẻ gãy trong gai. Ráng đi không có ngày mai một người tu sĩ hay cư sĩ lá lai mềm rồi. Ráng của tu đi nha, chứ chiếc đò đi biệt mình lên rồi mình ngồi, nó chở mình đem đổ mất. Giờ mình thấy mình có rồi gì đâu. Canh khuya thầy tỉnh giấc đau sầu, thấy người đang khổ sở rồi đâu làm gì. Ráng niệm Phật để tu đi quý vị. Về nhà mình đã ráng mài trí đặng lo, đừng nên chớ chấp của khó quên mình, rồi làm bậy rồi ai cho mình còn. Ráng cố tu. Tu là dưỡng đó quý vị, tu là bổ đó, nghe không? Nghe chúng con. Sớm mai chiều đừng để hao mòn tấm thân, mình tu niệm sau này còn hơn ngàn cân ngọc lượng. Thầy giảng buồn này sung sướng biết là bao, rừng núi ơi tuyết lạnh sương cao, đêm phủ vàng thầy sao mềm.
an lạc. Nhờ Phật Thầy, nhờ Đức Thầy chỉ cho mình biết rằng mưa phong gió tạt, chính mình không tu hành rồi làm sao mát mẻ được tâm linh. Vậy nha, phải trọn đức tin, tin trời, tin Phật, tin mình ráng lo. Tôi quyết chí tôi sẽ lên đò tiên về Tây Phương Cảnh. Tôi sẽ quyết đi về, không đợi ngày rảnh đâu. Bức dây sẽ nón quay sầu, sẽ rào mình giải phóng, mình ra ngoài cho thông. Rằng cô tu đi, quý cô, quý bác, quý chị, quý ông. Tu tâm dưỡng tánh đâu tốn tiền đồng mà si. Nam mô Phật Pháp từ bi cuộc đời mà cho đạo, giữa tu trì đắc thân nay mới khổ đó. Rồi dân dân dạ dạ lại đất trời, nhưng mà mình là thiên hạ tại đây. Về nhà sớm sửa chiều say, nói năng một một đừng hay dở gì. Ăn nói thiệt, không có ai động đĩa mình chi. Tội gì mà dốc láo làm chi cho thân người. Động tâm não, động mối đại tự, động lòng biển cả, động trong con người Phật tu. Tại vì mình bị án mây mù, tại vì mình mê cảnh mờ lũ mất rồi. Bừng sáng lên đi đạo, ở đây là chỗ núi đồi, sơn khe phẳng lặng rồi thầy ngồi thuyết ra. Nam mô theo Đức Phật Đà, chúng con ráng niệm nhà nhà cho thông. Niệm Phật đi quý vị, dài công thêm chút nữa. Niệm Di Đà mở cửa cho mình về. Niệm đi kẻ sở người tề, niệm hoài mấy mốt mình về hiệp nhau. Niệm Phật đi quý vị, cũng như đá mà mình mài dao. Mày lâu nó bén chớ sao bớ trò. Mình niệm Phật riết đi nha, đặng mình lên đò. Ai cũng chờ phút mở cuối rồi không lo sao buồn. Cứ lo tôi để tiền nè, để bạc nè, mà ăn nè, để có ức triệu vàng muốn. Một mai nhắm mắt lệ tuôn chạy dài, chiếc đò đâu đợi đêm nay. Mình lên đò ly biệt còn mỉa mai điều gì. Ráng cố tu, không có sao đâu. Giữ hạnh đạo từ bi, nói năng cho thương mến. Vậy thì đừng lai đừng dồn cái miệng đắng cay, nói cho người giận rồi không hay đâu mình. Tại sao miệng trong lành nè, ngà ngọc châu báu mà nổi ra tiếng bùn xịn. Sân si nạt nộ là mình đốt thiếu. Mình muốn sống đó, mình nhẹ nhẹ nha, như buổi tiết chiều. Như tiết rơi từ xuống đó, ít nhiều không thông. Chớ đừng gây bão gió mưa phong, hay là nước lũ cuồng ông đã tràn. Chính mình làm cho nước lũ đó, mình làm cho dọc cho ngang. Chớ mình đâu có được an bang trong lòng. Ráng đi quý vị, quý vị tu khôn lắm đó, là giống là dòng. Nhưng mà còn yếu điểm đó, thì bây giờ thầy trong học trò về đi đêm nọ dặn dò, sơ kinh nói sự là học trò quá ngoan. Đừng đi chơi nữa, đừng có hợp chất với tất cả ở ngoài đèn. Có khi già cả mà còn mang khốn cùng. Kem nè, son nè, phấn nè, đầu nè, sửa lại thấy lạ lùng. Đời đã khen tặng, chứ Phật cùng chán chê. Ngày nhìn dũng quý sắp về, đây trời tru đất diệt muôn bề. Còn đâu phải tự nhiên lại đi, bực thiệp đi. Ăn ở có tình có nghĩa đôi câu, để trời với Phật chứng thâu cho mình. Thấy không, bà mẹ
ở động đào, ha không? Tâu qua thượng đế cha mình, để rồi sinh tội bùng trình thế gian. Ông cha nạt nộ tràn phán, bà mẹ sợ hãi rồi tan bờ thuyền. Mẹ nói con ơi, chắc con chết hết quá, con không được về cảnh thần tiên, vì con còn mê mũi lên thuyền được đâu. Bây giờ bà mẹ vô tâu, ông cha ông quát nạt, ông đâu có chừa vì chúng con ăn ở đó, thấy không? Độc ác nè, hung dữ nè, thấy không? Như mưa buông cước ngồi của thượng đế không chừa ngày nay. Lệnh trời ba tánh không hai, đây rồi trời lấy lại trắng tay. Bây giờ ráng cố tu, giả dại giả khờ, nước đã tràn bờ mình đứng đó không chạy đi. Nam mô hay chữ từ bi, con ngồi thanh tịnh có nguy không sợ. Ráng tu tịnh, ai thua hơn cũng được. Miệng hằng ngày mình tỏ phước gieo ân, khỏi có cầu xin nha, Phật pháp cũng ở gần. Tiên cũng có rồi thần cũng có, thân mình như ngọc ngà đó. Tại mình bỏ, mình mê chơi, mình phá sản của Phật quá nhiều đời, cho nên phải chịu những lời thị phí. Chơi về nhà tu đạo mau đi, như dao mình mài bén chờ khi mình xài. Ráng cố đi cho khôn ngoan lên, đừng ở địa ngục tiền đại. Bây giờ mình biết đồ hằng ngày mình thông, đừng có đi cơ bối, đừng hỏi thầy nào hết á. Hỏi con có được trong, con đã biết hết trong lòng mà hỏi chi. Bây giờ đường lối phương phi, về đâu con cũng biết, vậy thì tỏ ơi chứ. Tại vì mình hung ác quá đó, mỗi chuyện mình không chừa. Nói ngang nè, nói ngược nè, rồi nói bừa chúng sanh, rồi còn chiến đấu nành tranh, còn danh còn lợi thì tan thành tiêu diêu. Ngục môn trong buổi tiết chiều, đang chờ mà quỷ sứ quỳ điều, dẫn đi chiếc đò ly biệt, chưa gần thì nó trở về. Nó giàu lại cho thì quỷ dương. Nghe thấy đó rồi quý vị thấy không? Cũng thương bận sĩ chứ. Đã mang bệnh tình, không được nghỉ, không được ngơi. Nói đây không phải nói chơi, dương lệnh Phật trời mới xuống phàm gian. Xuống đây khổ lắm quý vị thấy không? Quý vị ở đây còn khổ hơn thầy nữa đó. Di văn nan. Chừng nào nước diệt an bang thái bình, chúng sanh biết được nguồn đạo lý và biết tin. Tin trời, tin Phật thì mình ra đi, chứ bây giờ còn sẽ gian nguy. Người ta chưa thức tỉnh rồi thầy đi được nào. Dù ở bên Tây nè ha, bên Đức, bên Nhật, bên Tàu, ở bên nước nào nó cũng phải lâm. Còn ta giả điếc giả câm, ràng ở nơi Nam Việt nhiều năm sau cùng. Nước Nam Việt có anh hùng tái thế nha. Nước Nam Bang có nhiều kế nhiều mưu, kế kia không oán không thù, mình lập kế mới để khuyên người tu trở về. Nước Nam Việt đó quá là chỉnh tề. Sau này có Phật nè, có tiên nè, dắt về không sâu. Ngày kia lập quốc Nam mì trao kỳ thế, Nam miền Tây Độ biết đâu bớ trò. Hồi xưa đó, ở Tây Phương, bây giờ về Nam Phương. Quý vị hiểu chưa? Tỉnh đi rồi thầy ai sớm chưa mình tầm. Kệ nó, bây giờ không sao đâu. Miễn cầu sinh mình sống được nhiều năm. Sống chi vậy bần sĩ? Để mình không oán không căm không thù, sống nhiều năm để tu nghe đạo.
chứ không phải sống nhiều đời mình lục lão tham lam. Sống đi để giữa cổ đàm, sống làm cho nước Việt nhà Nam tốt lành. Ráng sống để coi Phật tái sanh, coi thầy mình trở lại nơi gành bảo châu. Bây giờ thầy ở nơi đâu, còn đang tìm kiếm rờ bể dâu không lường. Thầy nói chứng nào còn có tình thương thì là mới thấy Phật dương ra đời. Bây giờ còn khổ con ơi, tập tu cho vẹn khéo để thấy đời thương lại. Phải cố gắng đi, ánh sao mai sắp mọc. Mình sống ở ngoài mà mình không biết tu đó trằn trọc vô cùng. Sống mà sớm mơi nè, trưa nè, chiều ai cũng đối lạnh lùng. Nếu mình biết tu được thì không trung sáng ngời. Quý vị biết không, một người tu đó là một bảo vật để cứu, để cho khắp mọi nơi. Một vì sao sáng trên trời bao la. Một người tu đó trước cứu mẹ cứu cha nè, sau cứu mình giải thoát, tránh ở bể hà sa chôn vùi. Người tu đâu có ham vui, thấy đời qua khổ rồi bùi ngùi nghĩ si. Với người tu không có muốn đi, muốn dừng bước lại để nguyện từ bi trong lòng. Người tu niệm mới thương vọng thương giống, còn kẻ ngu si nó mơ mộng tài cao. Thương nhà lầu xe cổ đất đĩa chất vào, đâu có biết sắc màu đồng chung. Nè, nước mắt cùng mặn á, máu đỏ nhìn coi sâu. Đó là lời Phật nói, ngày nay thì rao cho trò. Ráng cố gắng nghe, đêm tu học ngày lo kiếm sống. Tâm linh mình đừng có mơ mộng làm chi, lúc nào cũng nuôi dưỡng từ bi. Mình trồng giống thiện sau thì nhờ thân, gieo ác thảm thì sẽ gặp ác gần đó quý vị. Kể từ đây thầy nói với người trí không nha, ráng đi đừng để chữ về sưng này kết thúc rồi mùa hè để coi. Ráng cố gắng đi, rồi mình có cái kiếm huệ xăm soi, mình có cái gươm trí đó để mình diệt quỷ giới ma trong lòng. Nay mai thì trở lại Ba Tòng, sớm chiều tu tịnh nơi dòng sông tiên ngàn. Muốn ở lại đây lắm nhưng mà thấy gặp sự ngổ ngang. Muốn về cực lạc mà mẹ cha chưa cho, làm sao thầy ban trở về. Tỉnh chưa quý vị? Vui chưa? Thấy không? Rồi mai mốt á, mình kề giá từ đồng đảo bên lề rưng rưng. Vì bây giờ thầy tổ mình nói con chưa được chấn hưng, làm sao thầy tổ vui mừng rừng xưa. Bây giờ dân chủng còn khóc như mưa, còn đang loạn lạc tỉnh hay chưa bớ trần. Thầy biết trước, cho nên mới giúp dân của chúng, mới lập ra một cái làng để cho đạo cúng đạo cầu, để biết đường về học đôi câu, để biết lý thâm sâu của hòa hào. Thương quý vị bây giờ đang tu đạo, ráng tu cho chánh đặng về đừng lúc lão trần nhớ. Phật tiên thầy tổ mình thờ, đừng thờ ma quỷ đúng giờ nó thiêu. Nó không ít thì cũng nhiều. Bây giờ mình về lựa bạn chơi nhau, chơi với những bậc biết điều mau đi. Đừng chơi với đứa cuồng si, lôi mình xuống biển vậy thì xuống sông. Thì là mình tu tịnh mất công, nghe lời yêu quái trên dòng sông phải chìm. Tỉnh đi đạo, trong một đêm rừng phăng phắc, buổi này đây thắt ngạt biết bao nhiêu. Bằng sĩ lớp bệnh à, thấy không, không ít cũng nhiều. Muốn câm miệng những thiên điều
chưa cho về. Nếu mình tập trung tư tưởng mà đức tin trọn mới thấy các bậc siêu phàm đây trở lại thuyết ra. Nói rằng thế giới thứ ba, nói rằng ta phải tịnh chứ không ta khốn nạn. Đây sắp tới đó, trôi cả xóm, chết cả làng. Mình bị ốm dịch cơ bàng hoàng được không, trốn ở đâu quý vị? Đi trốn trên ruộng, trên đồng, trốn chỗ não, chỗ nồng, cũng tiêu. Vô lưu vô hộ sớm chiều, hay là nhà cửa hay chỗ nào ẩn đi, không được đâu. Mình trốn trong ánh đuốc từ bi, trốn trong cái đức tánh nhan thờ kỳ mới ngoan. Về đi sống liệu chịu lan, tan thì mình nói ở lãnh trang hoài hoài. Rừng núi Sơn Khê ơi, trong đêm chót rồi nè, có gái cùng trai, tả cho biết được chiếc đò đi biệt cả hai gần kề. Ở ngoài cũng vậy nha, ở trong cũng vậy nha. Bần sĩ trong mai mốt trở về, Nam Phương có Phật nè, nhớ không? Ráng về dự thi. Về đi ông Di Lạc, ông ngồi ông kiểm việc thờ kỳ, ông chấm cho mình đắc đạo hay còn thi điều gì. Ráng cố gắng đi, ngày tân nhân sắp tới lạ kỳ, phải thay trời đổi đất, đấng từ bi ra đời. Xinh xinh đẹp lắm con ơi, tịnh thần rồi gặp Phật, được tịnh tuồng mới gặp tiên, tịnh rồi vô lượng vô biên, thầy đang chờ đợi chiếc thuyền sông mê. Tỉnh một chút đó, thầy rước về thế giới tự do này nha, không có hỡi khổ đau. Ở đây bị khổ ngày nào, làm sao mình biết được, hỡi thôi mấy người ráng tỉnh lại đi, để gương mặt được vui tươi. Cái cây mà nó héo rồi đó, cũng như người bị khô, thì dù cho mình muốn về tư sứ mô, hay là thay đổi trầm trồ việc chí về nhà, tỉnh độ mau đi, nói không còn mê nữa cuồng si chỗ này. Thôi con chấp tay niệm Phật niệm thầy, con quyết tu giờ này đặng về cảnh Tây Phương. Quyết tu thì được, đó, quyết ráng đặng trường biết mở con đường thình mi tên Như Lai. Tỉnh đi đừng có cuồng say, có mơ trong giấc mộng trần ái bụi cùng. Đây sắp tới nó xuất hiện lạ lùng, sợ mình yếu tu nè, mình yếu điểm nè, rồi mình đến hùng cùng ai. Phải đồng bằng đại lực để kề vai, mình phải là anh hùng tê thế, ngày mai mới còn. Phong thần gấp đó, lập đó bà con, sắp tới cả khắp miền thế giới năm châu, phong thần kỳ chót đừng râu, tiễn thôi tất ngay cả đâu đâu đem về. Ngày hôm nay đó, quý vị ráng không? Cực khổ lắm á. Mình tu sửa cái thân tâm nết hạnh của mình chỉnh tề, đứng đi cũng vậy, rồi về cũng yên. Tại sao cha mẹ mình sanh mình ra nguyên nè, mà mình đi ngửa nè, đi nghiêng nè, rồi mình còn dại nè, còn điên để làm gì? Không tập trung tư tưởng tu đi, để cho bộ não đừng có ai lì ai trang. Để bộ não của mình cũng như là một cái đài đa đa vậy đó quý vị nha, để trang hoàng. Nó thu, nó hút cả thế gian của mình. Hôm nay đó, ở đây đó, thì thầy nói đó quý vị về nha, mai mốt mình đến sân trịnh, đừng có mê tín nữa nha, không mình rơi với sình ông ấy. Mê tu đâu có gặp thầy, mê rồi phải chết, rồi bùng lầy phải trốn về nhà tu tịnh, nghe không? Một mình nơi âm vắng không thấy hoàng hôn đâu, trò ráng cố đi. Cho mình giàu đức hạnh được to, đi đâu ai cũng mến đó, thấy không? Thì chiếc đò đâu có xa, còn mình theo quỷ, theo ma, theo đài,
thế chí rồi theo ca hát nằm. Ráng đi, tịnh độ quốc chính ta cầm về tới đó. Tịnh độ thần ta sẽ được đến đại thần. Ráng về tịnh độ nghe dân, ráng về thầy đợi đừng bâng phấn thầy buồn. Sửa nết hạnh đừng có lệ tuôn khóc lóc. Mình gieo tội rồi đừng có trách móc với ai. Mình gieo, mình hưởng cả ngày gieo chi mà hưởng nấy trần ai đừng lầm. Chính mình biết tu đó cũng như ngà ngọc mình cầm. Mình đâu có sai lầm trí tuệ sáng trưng. Không có vui nè, không thích nè, không mừng. Thì vô cho lửa cháy nửa lần đốt thiếu thì ta đâu có bị tiêu. Ta về đất Phật hiu hiu gió loạn thôi tỉnh giấc nghe bà con đồng đạo. Sửa tướng đi diện mạo long qua, hạ quân kìa sắp hết đấy mà tới quân thượng không xa đâu quý vị. Thầy thương đây thương người có trí, chớ có nào thương giảng ký triệu muôn. Ráng tu đi đừng có chiều buồn, tâm lặng lặng gạt lễ đừng tuôn đạm chài. Đời mà đâu nói ba nói bài, còn nhìn thầy đi đâu phải thầy sai ở chùa. Ráng tu hành đi đừng có bán mua, mượn trời Phật rồi làm vua làm chúa. Ráng tu đi mình tu đâu tài đâu của, tài chất ở trong lòng mình rồi của cái thiên nhiên. Người tu có bệnh hết liền, đói thì có cơm ăn một chút bình nguyên được rồi. Đói gì ăn đứng, ăn ngồi nè, ăn ngoài sông, ngoài biển nè, ngoài đồi cũng được no. Ăn không đợi chén, ăn bằng lá cây nè, bằng mo. Bốc vô được ta no, ta mừng, thấy không? Nhưng mà dập tắt lửa cháy phần trong tâm dạ. Ta chả có cần chung chả với quỷ yêu. Không mơ thì cũng tới chiều, đò thầy còn đợi réo kêu trò về. Nghe không, ráng đi, đừng lên đò ly biệt, nghe không? Lên đò thầy đi, thầy chở chớ về. Về Tây Phương cảnh rồi về Bồ Đề Tây Phương, về xứ Phật mới tận tượng, mới vui vẻ. Về xứ Thiên mát mẻ vô cùng, ở đây chi đói quá lạnh lùng đời, mặt hạ điên cùng hết trời. Tại cao cả nhưng mà làm tôi mồi, khôn như ngu đần rồi mà không biết gì đâu. Cho rằng mua mẹo kế sâu, tà khôn hận chúng tà bắt cầu lá lại. Không có đâu. Khác cái gì đó. Tỉnh ngộ đi quý vị, rồi ngày mai mình sẽ biết. Buổi cuối cùng mà cương quyết làm sao, hy sinh cốt nhục đồng bào, mình thương mình giúp là mình chùi đau lòng từ. Ráng cố gắng không, cho qua biển, lại giả dài đắng có qua sông, giả điên giả điếc tâm lòng. Tâm ta quả sáng nào đâu khung gì, giả điên điếc để đi cứu thế, giả mù lòa lập kế qua sông, giả điên khùng để có lập công gặp đồng đảo đảo đồng hiếu nghĩa. Về đi nha, dọn mấy đất của mình trồng trịa. Mình có miếng đất trong lòng mình đang trồng hạt giống Như Lai. Đất của mình á, hỏi chứ đất của ai? Phước điền mình có ngày mai mình nhờ. Tại sao mình để rậm dữ vậy? Để dơ dữ vậy? Để cây nó mọc bất ngờ, toàn là cây gai nè, cây gốc nè, cây không có ai nhờ được đâu. Mình dãy cỏ hết đi, mình đốn bỏ đi,
mình trồng cây sống được lâu, cây nha cây thiện cây giáng hương cây cẩn, trồng cây đó đó quý vị. Hay là cộng bồ đề tâm, mình được ngồi gần, mình gieo giống thiện thì mình cần mình chiến. Ai ơi ráng hỡi gieo hiền, cơ này còn kịp bớ thuyền viên học trò, còn gieo kịp đó. Do mình chăm sóc, mình lo. Tuy là đã muộn, nhưng mà mình gieo trước, mình bỏ nó, mình không cho nó gì. Cũng như tu không chịu kiểm tâm thì làm sao mà ra được. Chứ vậy thì mình phải kiểm tâm nè, quán xét nè, thiền tịnh hằng ngày. Mình đuổi theo như mình đuổi giặc chứ. Bắt nó thì nó khai chứ gì. Tâm sanh tâm diệt để chi. Sau này rồi mắc lệ lâm ly tiếc đời. Ráng đi con, đổi dời máu lẹ. Để nó liên đài bà mẹ chờ trông. Hội lung qua đại hội mây rồng. Đừng để thẹn với chúa ông hồng lạc. Mình quân tử dù mưa đơn gió tạt. Không lạnh lẽo chi trò rồi tát nạt chạy ra. Lạnh thì nó lạnh ngoài da. Còn tim và tâm tánh của ta cứng khừ. Đó là mình được gieo hạt giống có mức tường đại từ. Có mưa mình giữa trong người không sao. Hay là mình rủi mình bệnh nè, đau nè, thấy không? Mình trách trời than Phật sao mình đau hoài hoài. Quên chưa kiếp trước mình dai, bây giờ phải trả rứt rãi đừng buồn. Bệnh nữa đi, đặng nước mắt tuôn. Bệnh nhiều là trả mau hết nợ đó. Chiều buồn mình đi, trả rồi một cảnh mau ly. Mình gặp nợ mà không trả thì còn gì người ơi. Nợ cũ á, chưa trả mà dai, nợ mới phải tả tới. Bây giờ mình tu được vậy thời hết trơn. Dứt trừ nghiệp quả không ơn. Tội kia mà cũng dứt, cơn kia không làm thôi. Thầy cũng mong chúc đồng đạo nha được hiện tâm đắc quả. Chúc tất cả mọi người cao cả như tiên. Chúc làm sao đó ráng làm hiền, đi dở đứng nối liền như các. Đối nhân gian mình dơ ngự đừng mỏ mắt. Ráng mà tu chứ thắt ngặt cận kề. Mình có giữ hung chút đó thì ở dưới kia mình cũng về. Trên trời mình vắng lặng rồi bồ đề mình xa. Thôi rồi, chúc hết ông bà. Cùng là đồng đạo của ta, của thầy, ráng cố gắng không? Giờ này đã trễ. Nay mới đây lấp bể không lường. Đội rồi ba tánh ráng thương. Đổ sông đổ biển, đổi đường chính quy. Đổi tất cả còn gì quý vị? Đổi người khùng đó, sao thành người trí khôn ngoan. Đổi nhà lầu bây giờ quá giàu sang, sao sách bị ăn mày đi khắp cả. Đổi tới rồi đó quý vị. Bây giờ tướng phương phi ôi hả, khinh về người khùng sao trả quá thành điên. Đổi rồi còn mình đâu giữ làm hiền. Đổi phàm trở lại Phật tiên cấp kỳ. Ráng mình đổi nghe không? Trời ơi, cái máy này xấu quá, đổi là máy tốt nha. Máy zin. Máy này của Nhật chứ không? Nghe không? Thầy nói chuyện gì đâu con nghe không có được gì hết trơn đó. Như vậy ha, bây giờ mình phải thay đổi liền chính mình. Vậy đó, chứ đâu có gì đâu nó cậy người này hỏi người kia. Anh thấy tôi tu được không? Anh thấy tôi tới đâu rồi? Ủa, anh tu tới đâu rồi chứ? Anh này lại hỏi anh kia. Ăn là cứ hỏi vậy hoài à. Hỏi anh thấy tôi tới đâu rồi? Thì anh kia anh á, anh tu tới đâu chứ? Anh đã trả lời nó, tôi tới đây nè. Trả lời vậy đi. Cũng như là tất cả các vị ở Trung Quốc đó, Hỏi Tổ Đạt Ma Sư Tổ, hỏi gì chứ? Sao đó? Chết gì đâu? Ổng nói tôi chưa chết. Ông trả lời vậy đó. Còn như giờ người ta hỏi mình đó, ta hỏi mình ăn chay để làm gì? Dạ ăn chay để cầu Phật, để thành Phật. Hỏi thành chưa? Tôi chưa thành.
giờ tôi ăn chay riết tôi cầu riết tôi thành đó, tôi cầu xin riết thì chắc là Phật cũng cho tôi thành à, đó như vậy đó mình trả lời nha. Mày mốt ta hỏi bà tôi tới đâu rồi, dạ tới đây nè, chỉ ngay ở chỗ mình á, chỉ ở ruộng á, ở đồng á, ở nhà vậy thôi hết. Ừ, rồi ngồi cái tán tỉnh, ừ, tán tỉnh tới cái hơi tán loạn, à, cái hơi cái tán thần nó thấy không, nó dốc đó, ngồi nó đạo mà cứ nó dốc hoài, người này nói cao, người kia nói thấp mà không có tu, người cả hai đều không tu à, cũng như mù dẫn đuôi á, đúng không? Mù mà thôi đi đi, níu tay đuôi dẫn, phải không con? Chết rồi, nói như vậy đó. Thì bây giờ mình thấy đường, mình qua được nghiệp cầu họ buông thở rồi, mình mới ra đi, đi chị. Nè, em bước qua nghiệp này nè, em dẫn chị đi. Thì bây giờ thầy đã bước được nửa nghiệp thôi, không tới một nghiệp, thầy mới dắt quý vị đi rồi. Chứ còn chưa bước được cũng không dám nữa đó. Được một nửa nghiệp thôi, đó, cùng ăn ở làm với quý vị, cùng đồng khóc, đồng lo này kia, nhưng có khác. Bây giờ quý vị biết không, trên hạ phàm xuống là Bồ Tát ở gần mình như bông trắng, mình không biết, mình sai lầm. Có một vị này thấy ta nghèo, thấy ta khổ mà ta hiên ngang, mà bản lĩnh vô cùng, không than thở, mãnh liệt nha, có tiền giúp đỡ bà con vui nha, đói cầm miếng bánh mì không cắn ăn, nuốt múc miếng nước suối uống đó, thấy chưa, Bồ Tát đó. Rồi mình thấy vậy cái mình bừa lên Bồ Tát nè. Nữ nam bất cứ ở tại thế gian này là cõi ta bà, nhưng mà sau này là chỗ này là bồng lai tiên cảnh, bây giờ tiên ở với mình, giả tiên phải đỏ xuống đây nè, đồ Bồ Tát xuống đây, La Hán xuống đây, thinh văn viên giác đều có hết. Ừ, đó vậy đó, mà ta không tin, bị ta không thấy đâu tin, vì tu mới thấy. Ừ, tu mới thấy, mở được cái cửa nam quan này nè, cửa ải này mới thấy được, mở cái kho tàng ra đi, thấy trong đó quá chừng lầm, không ngờ mình đã có kho tàng, thấy không? Bây giờ đó, bây giờ mình đã biết rồi, về cố gắng, cố gắng đại hùng đại lực mở ra thì thấy. Còn bây giờ đó đang mập mờ không biết tu được không, trời đừng có hỏi vậy đó, hỏi tôi cái lúa mùa này không biết được không nè, thuốc phân đó, xịt hay là làm cái gì đó tự động quý vị, để mà mình làm ruộng mà, hay làm rẫy, hay làm trái cây, mình đã đủ nguyên liệu rồi, mình cố chăm thì đạt được. Ừ. Còn nếu không đạt được nữa thì cũng đạt ít gì, sương tiết trời, một sương mặn lạc gì đó, vân vân. Thì vậy thôi chứ hỏi được không gì, không hỏi nha. Nghe không? Chứ không có xin ai gì nữa nha. Trời ơi, con xin Phật cho con này nè, Phật nói xấu quá, xin hoài nha. À, còn mình lợi mình hỏi người này mình xin á, ăn mày đã giàu có mà còn đi lợi xin hỏi nữa, thấy không? Để về đó cái giá trị bằng một cái tư tưởng, bằng một tâm linh thôi. Bây giờ thầy cũng xin tạm, và cũng như là xin cái thưa quý vị, chúc lành quý vị dịp xuân mới về nha, nói là phải làm nha, không dạng sự bình an. Dạ thưa thầy, con về con cho con bình an. Ồ, hay quá, thấy không? Dạ, con về con đi tu thôi. Thì người ấy ở gần bên hỏi, đi tu ở đâu cho tôi đi chứ? Tôi đi làm, đi cũng tu, đứng cũng tu, ngồi cũng tu, hiểu không? Gọi là đi tu. Chứ phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả rồi vào chùa. Phủi đầu nó, trời ơi, đi chùa cho, vô tu cho sướng, vô đi rồi thấy sướng hay không sướng? Ừ. Thành công đắc quả, mình công quả có được chưa? Tròn chưa? Rồi chưa nổi không? Mà mình nói tu sướng. Ẩn dương nương Phật hả? Là sướng. Nha. Mượn đạo tạo đời là sướng. Nha. Nói chơi một chút nha. Ừ. Có không vậy thầy? Trời thầy nói chắc thầy chết. Nói đừng chết mà. À, chứ đâu có nói để sống đâu. À, cho nên thầy mới nói mấy câu đó. Chùa am dẹp hết là xong. Còn có thuyền rồng Di Lạc trước đưa. À, cho nên hôm đó thì thầy cũng nói với đạo tám. Nè. Trời ơi, kỳ này có trúng lúa không? Trúng mùa không? Đạo nói, dạ, cũng có khi trúng khi thất. Ừ. Thì làm ruộng á, thất thu thì đó là đúng rồi. Còn chùa thất thu nữa kìa. Ừ. Sắp tới đây đó, xe không chạy, đường may đi, chợ không bán. Còn chợ không bán nữa, sao thầy? Thầy giải cho nghe cái chợ không bán ở Việt Nam, vì siêu thị bán hết rồi, chợ không bán. Sau này mình văn minh lên á, có người... Việt Nam sau này nè, quý vị biết quý vị Phật chấm điểm ở đâu? Tại miền Tây, mày tiền.
nha. Ông Di Lặc ngồi ông chờ kìa, ông chấm, ông nói à, bây giờ à, Nghĩa nè, một năm nữa về Phổ Đà Sơn hay là về Phụng Hoàng Sơn tu một năm nữa thành Phật đó, thì đó là Phật chấm đó. Còn bây giờ ai cũng nói thành Phật, thành tiên, thành thánh, mình chưa có Phật, sao là mình nói Phật đó. Thì ông Di Lặc kỳ này của ổng đó, ổng với Đức Quan Âm hai, Phật Thầy ba, Đức Quỳnh Giáo Chủ bốn, bốn vị đó xuất hiện để mà Quan Âm thì cứu khổ cứu nạn, tìm căn, còn ông Vi Lạc thì ổng xuất hiện, ổng quải cái cần ông túi nè, ổng cầm trượng ổng đi, lúc đó rừng cháy nha, ổng đi gần gian gian, ổng thấy mà hãy đúng á, thì ổng lượm ổng bỏ vô đây chớp chớp vậy nè, mình nói là điển quang hào quang đi, còn không có ông đạp vô cho cháy hết luôn. Xuống biển cũng vậy, hãy mà đúng để còn ông đúng bị trôi hết, thì ổng quải cái túi đi về, ổng đổ cái làng của ông gọi là Tân Dân Thánh Đức. Chừng nào vậy, sống đi chứ bây giờ thầy cũng chưa có biết chừng nào nữa. Thiên cơ bất khả lộ, thì ổng đã xuất hiện ở đây rồi. Tại sao ông xuất hiện trên núi Cấm làm gì? Tặng ổng xuất hiện, ổng xuất hiện bằng di tượng, nhưng mà sau này trên ổng bay xuống, ổng xuất hiện, ổng chấm điểm cho quý vị. Ổng xuất hiện vì chính bần sĩ Du Danh trong một đêm ở tại trong lao nhìn thấy bốn vị đã xuất hiện rõ ràng, thì không sai, không nói dối. Tại Dồ Sơn Thần xuất hiện, khi đó núi Cấm đã nổ, lửa cháy hết, nổ đâu cháy đó, nổ đâu cháy đó. Thì bây giờ mình đã đợi chờ nha, đợi chờ à, nếu mà mình à, nè, nhà mình nghèo mà mình có khách Việt kiều có cực ghê không, trời ơi mình đừng dọn dẹp, dọn này đi để mình tiếp khách lạ, khách giàu sang nha. Còn bây giờ cái phàm này nó dơ đó, dẹp đi, Phật xuống, Phật nhẹ nè, sạch nè, tốt nè, Phật trinh bạch tinh anh nè, thì mình phải dẹp hết cái trần gian này. Thấy không? Dân mà muốn được thảnh thơ, dân sang tuyệt hết thì đời mới yên. Không phải là sang mà sang ngang bôi bát, chứ sang trọng sống nha con. Trời ơi, mình sang mà mình quý trọng với nhau là mình sống. Thôi mời tất cả quý vị, và thầy cũng xin tạm từ giả quý vị. Sau này có duyên gặp nữa, mà không hẹn gặp ở đâu thì quý vị đã hiểu rồi nha. Để về rồi ăn Tết rồi. Lớn không? Ăn Tết có lớn không? Dạ không có lớn hả? Ăn Tết bình thường ha. Đó rồi có một cái năm đó không biết ngồi nói chuyện gì đó, còn núi núi chút nha. Thầy nói xuân đến rồi đây đó, xuân đến rồi đây sẽ ra sao, mừng xuân mắt lệ mãi tuôn trào, thiên cơ ảm đạo màu hoàng vũ, nhịp đờn lông phím ra từ tao. Không còn hát, không còn đờn, không còn cà gì nữa. Tết này con phải ăn cháo, không còn thịt cá con nhào tháng giang. Có cái Tết ăn cháo không nha quý vị? Thịt cá ăn vô nó nhiễm trùng, ăn vô là bệnh, ăn vô là chết, ăn vô là bị, thì bị ghẻ, bị chóc, bị mù, bị tất cả, thì ăn cháo không. Sau này có rao giảng kỳ đó là Tết này phải ăn cháo, không có cá thịt đâu, nhưng chưa tới đâu. Nó tới bây giờ nè, thì bây giờ mình tập ăn chay đi nha, không nói cháo chứ giờ ăn đồ của nước ngoài đồ lo rồi không sung sướng vô cùng không nha. Vậy mà không tu nữa, con hồi đó cứ đâm muối vậy nè, ăn muối cục muối này kia mà đó, mà ta sống ta không có bệnh tật, không có bệnh củi, không có bệnh gì đó. Nói vậy thôi, thì thầy cũng cảm ơn tất cả quý vị nhiều nha. Và cuối đầu